tâm đắc là ở chỗ là cái chương trình này nó mang lại những cái giá trị hết sức là tích cực để giúp công ty trong việc hoạch định các chiến lược và nâng cao cái chất lượng dịch vụ, được tiếp cận những cái luồng kiến thức chính quy và những cái chia sẻ về các cái case study thực tế, thì từ đấy anh sẽ rút ngắn rất nhiều cái thời gian cho mình trong cái việc là điều hành và phát triển doanh nghiệp. Sau 6 tháng tôi thấy các bạn đã lột xác, trở nên tự tin hơn rất nhiều, rõ ràng hơn rất nhiều về tương lai và hăm hở hơn rất nhiều trong hành động. Học xong cái khóa học CEO Elevator này thì chúng tôi biết được cái cách đóng gói sản phẩm một cách bài bản hơn, ra được những sản phẩm giá trị hơn, có khác biệt và có lợi thế cạnh tranh. Thì bên anh có ra một sản phẩm G1. Sản phẩm G1 là thay thế hết các cái sản, gần như là thay đổi lại cái tư duy sản phẩm trước đây của bên anh. Ví dụ như trước đây là của anh phải định nghĩa là website, hosting hay tên miền là gì đó. Nhưng bây giờ thì với G1 thì khách hàng họ không cần phải tìm hiểu quá nhiều các định nghĩa như vậy. Cái mà mình thu thập được nhiều nhất trong quá trình tham gia quá trình Google Elevator đó là các cái chia sẻ cá nhân từ huấn luyện viên và từ các bạn học cùng lớp. Thì đấy là những cái kinh nghiệm thực chiến và những cái đó thì không bao giờ có trong sách vở cả. Đấy là cái rất là đáng quý. Ngoài những cái giờ học ở trên lớp, thế thì chúng tôi có thêm những cái người bạn, những cái người đồng đội, những người cũng là CEO và chúng tôi trở nên những người bạn. Và chúng tôi có thể hợp tác để phát triển dịch vụ với nhau. Tôi tin rằng là với sự hỗ trợ của Google thì tôi tin rằng cái kế hoạch của chúng tôi sẽ có những kết quả tốt đẹp. Công ty đã đạt được cái danh hiệu đối tác cao cấp của Google. Anh Việt mong muốn sẽ đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực áp dụng trí tuệ nhân tạo vào trong marketing.